The practice is known as pulling wife. Young girls are symbolically kidnapped and detained for 2 to 3 days by young boys to force a marriage negotiation with the girl's parents. The Hmong community practice this unusual custom of bride snatching. Most of the time, it starts out very innocently. Chàng trai thì những cậu con trai thì họ sẽ đi tìm những cô gái nào mà họ thích, họ thấy tức là họ ưa dễ nhìn thì họ sẽ bắt đầu họ sẽ bắt chuyện ạ. Chào em, ví dụ như là chào em, hôm nay em đi đâu ạ? Có thể cho anh đi cùng không ạ? Thì nếu mà cô gái mà đồng ý, nếu cô không trả lời tức là cô đồng ý thì cậu con trai sẽ đi theo cô gái. These innocent conversations might lead very quickly to the boy confessing to his own family of his intentions to marry. They are then roped into an elaborate plan to kidnap the girl. Vâng, thì họ cũng chỉ nói chuyện với nhau chắc là cũng chỉ một lúc thôi. Thì cậu con trai sẽ nắm lấy tay cô gái và cậu nói với cô gái là hôm nay anh lấy em làm vợ. Thì lúc đấy thì cô gái rất là sợ. Sợ mà mình sợ giống như kiểu mình bị bắt cóc ấy. Thế là mình sợ run rồi là lúc cô nhận ra là họ sẽ kêu cô về làm vợ thì cô khóc. Cô sợ, cô khóc mà run người lên khóc không muốn đi. Mà cô bảo em không đi đâu nhưng mà bao nhiêu người kéo như vậy thì cô cũng không từ chối được. Most of the time, this accepted cultural practice ends up with both the boy and girl marrying each other. Em nghĩ thì theo em thì cái phong tục kéo vợ này nó là một cái truyền thống tốt đẹp của người Mông. The reality is, the age-old tradition has now taken an ugly turn. In the rural highlands of northwest Vietnam, young girls are disappearing from their homes at an alarming rate. Many turn up across the border in China, sold as wives for the price of a buffalo. Lúc đấy là chỉ là mình sang bên đấy là người ta cũng dọn nếu mà mình không đồng ý lấy chồng các kiểu thì mổ nội tạng các kiểu thì đi rồi họ bao nhiêu người hỏi là em đồng ý lấy họ hay là làm gì thì em chỉ biết khóc. More than 3,000 people in Vietnam, most of them women and children, were trafficked between 2012 and 2017, mostly into China. But these are just the official figures. The real numbers of unreported cases are widely thought to be significantly higher. Chắc tụi mình đã bị bán sang bên đó rồi thì chắc chắn là khó, chắc mọi người ai bị bán sang cũng là bị hết chứ. Lin lives in Bac Ha, one of Vietnam's most impoverished regions. Lin was kidnapped and sold to a trafficking ring in China. The worst thing was, her kidnapper was someone she knew, a family friend who was out to make a quick buck. Đưa qua thì chắc em không biết luôn. Đưa qua cho đến mộ, chắc hẳn là đến một nơi xong em cũng không biết xong hình như đến huyện gì đó xong em mới thấy kiểu như là thì tiếng Trung thì em mới biết là mình bị lừa bán sang bên đó nhưng mà lúc đó thì em. Here's the terrifying thing. The trafficker can be anybody. We've come across traffickers who were teenage girls, who were elderly women selling tea in a marketplace, men who looked like businessmen, young adults who were unemployed, had dropped out of school. There's a lot of money in human trafficking. The people who sell girls can make tens of thousands of dollars on a sale. There are certain things that we can encourage girls to do to make sure that they are safe. But most of the time, the trafficker has built a relationship with the victim, sometimes over many months. They may have even gone on holiday together before the trafficker takes her to China. Once the girls cross over into China, they are sometimes tortured and beaten into submission.
Lúc em bị bán đó thì có một đầu dạy bên đó mua em thì mua cho một nhà xong rồi. Họ lại cứ chửi em đi, em cũng chả biết mình đi đâu luôn. Xong chửi em đi cho đến một nhà. Xong rồi em bị bán ở nhà đó, em bị làm vợ ở đó luôn. Họ cũng tưởng như là đánh đập mình và họ cũng không sợ ai luôn. Xong mình suốt ngày bị đánh đập vì mình cũng không biết tiếng nữa. Xong bên đó mình phải phục tùng nghe theo họ hết. Em có, nếu mà kiểu họ bảo là nếu mình muốn về ấy, ít nhất mình đẻ được hai con thì mình mới về. Thì họ mới cho mình về Việt Nam. Lynn is a 52-year-old matchmaker. She helps bring together men from China while looking for a life partner in Vietnam. She claims that not all of these cases involved forced marriages. Some of the women in Vietnam, she says, are willing partners and don't mind being sold as wives of Chinese men from across the border. Người phụ nữ Việt Nam thấp, địa vị thấp, muốn sang Trung Quốc lên kiếm một người chồng trung thủy. Người thì muốn sang đây thì hạnh phúc, nhưng mà ông người thì không nghĩ đến gì, người ta chạy vì là lo lắm, không yên tâm về cuộc sống. But the reality is, many young women from Vietnam have gambled on their marriage in China, driven largely by their extreme poverty. Just last year, Chinese police rescued more than 1,100 women from Southeast Asian region alone. Many of them were sold as wives in China. There's a much deeper understanding in the government of Vietnam and of China. So what we are seeing is a lot of activity. Vietnam on the US government's trafficking in persons ranking system has moved up and is being recognized as a country that is making substantial efforts to end human trafficking. We're hopeful that one day they'll be recognized in that top tier of countries that are doing everything that they can and are getting on top of the problem.